Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Cơm Quê TV. Xin chào, chào bạn nha. Chào tất cả mọi người nha. Đấy, các bạn thấy trên tay em Kỵ đang bê đây. Một tay thì khỏe đấy nhờ. Một nặng quá. Mẹt cánh gà với đùi gà các bạn ạ. Hôm nay anh em mình sẽ làm cái gọi là thử thách ăn hết 5 kg cánh gà với đùi gà các bạn nhá. Đây đây, lấy thưởng ra. Hôm nay thì mình sẽ thưởng là 2 triệu các bạn nhá. Đấy. Đấy. Ra thì lâu rồi anh em mình chưa chơi thử thách gì cả. Thì hôm nay thì quyết định là sẽ chơi một chút thử thách đó là xem ai ăn được nhiều nhất và gọi là người cuối cùng dừng ăn đấy thì sẽ nhận được đây giải thưởng 2 triệu. 2 triệu đồng. 2 triệu này thì 2 triệu. Kết hợp với món ăn ngày hôm nay anh em mình kết hợp cùng với lại mật ong của nhà mình nha các bạn nhé. Okay. Mật ong hiện tại là của nhà mình thì chỉ còn đúng một sách thôi. Bác nào mà muốn sở hữu thì liên hệ nhanh nhá. Đây là mật ong gì anh? Cái này là mật thường thôi, không phải mật thường mật, đúng mật không? Vải thì anh em mình gửi tới các bác hết rồi. Đây mật thường nhé các bạn nhé. Đấy, bác nào mà chất lượng sử dụng đấy. Ong nhà mình nuôi đấy. Đấy. Nói chung là hôm nay để mà thử thách nó được gọi là ăn được nhiều ấy thì cũng phải làm phải chế, ngon chứ đúng không? Nó ngon. Chứ nếu mà làm không ngon thì nói chung khó để thi đấy, khó mà lấy được 2 củ là đấy. Đấy, thì hôm nay thì anh em mình sẽ bắt tay vào làm thế nào cho nó thật ngon xong cái chỗ cánh và đùi gà này các bạn nhé. Đấy, sau là sẽ bắt tay vào cuộc thi thử thách một chút. Rồi, thử thách sẽ đi chuẩn bị công tác. Ok. Để chế cái món cánh gà ngày hôm nay các bạn nhá. Rồi, các bạn hãy chờ đón xem món này chế như thế nào và ai sẽ là người nhận được phần thưởng 2 triệu này nhá. Đấy, bước đầu tiên thì anh em mình sẽ đi gọi là tấu cái cánh với cả đùi gà này nhá cho nó thơm các bạn ạ. Anh em mình làm gì cũng phải cho nó thơm một tí. Anh em dùng muối với cả xả với cả gừng cho đi anh em ơi. Khử mùi cho nó thơm. Đấy. Bắt đi vậy. Lăn tắt tí cho mình thả gà vào nhá. Trần qua đây. Đấy, đổ vào để táo các bạn nhá. Cho vào đi em. Nó hơi bị nhiều đấy. Chỗ này thì hôm nay có 4 anh em, nên là mình mua 4 cân các bạn ạ. 4 cân thì không phải 4 cân tròn mà đây là 4 cân 2. Thì mình đang tính thử thách là để xem là ông nào ăn được 1 cân. Một cân thì chắc được thôi nhưng mà mình đăng ký 4 em. Một cái đùi à? Mỗi người một cái đùi với lại rất nhiều cánh. Một đùi cánh. Đo rồi, đùi to. Đùi to. Cái đùi này là 2,5 lạng các bạn nhé. Đấy. Mua nước. Ok, được rồi các bạn nhá. Bây giờ anh em mình vớt ra để cho thật ráo nước xong là anh em mình bắt đầu bước tiếp theo. Phải hơi nghiêng. Mà anh em là thấy hoang mang với quả thi này chưa? Nhìn quả không. Đùi nhìn thấy hoang mang không? Được. Thật quả đùi to cái gủng đợt này. Đùi này thì ăn to như thế này thì anh em mình phải càng phải chế ngon hơn thì anh em mình có thể ăn được hết nha các bạn nhá. Bình thường là 6 7 cái một cân, đây 4 cái một cân. Quả to. Cái to. Ui. 3 lạng. Khoai phết đấy, trông vậy thôi các bạn ạ. Ăn một cái đùi này không phải là đơn giản đâu nhá. Anh em mình thử check cái này trước đi xong là mấy hôm nữa mà xem còn cuộc thi ở dưới thành phố ấy mà ăn cái mẹt gà được thưởng 1 triệu ấy thì anh mình sẽ dẫn anh em đi tham gia. Nhưng mình phải ăn hết được buổi cái test trước đã. Hôm nay tập tập hết đấy. Thử thách này là cái mẹt đấy chắc không bằng này đâu. Đúng rồi. Nhưng mà mình còn cho thưởng cao hơn nhá các bạn nhá. 2 triệu luôn cơ mà. Vừa mới lãnh lương xong. Chơi lớn luôn tí. Đây là tiền anh em cổ phần vào các bạn nhá. Hay là chơi thì phải chịu. Có chơi thì có chịu nhá. Mình sử dụng bột năng các bạn nhé. Đấy, các bạn không dùng bột năng các bạn có thể dùng bột bắp. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ để khô này. Bây giờ anh em mình vào cho một lớp áo bột này xong anh em mình chiên các bạn nhé. Không cần quá dày đâu các bạn. Không cần quá dày đâu. Nhưng mà mình cứ ấy đây thì nó khác bạn. Cho nó đều. Đều và cánh hàng. Ok. Đấy, là lượt các bạn nhé. Cho cái đùi vậy. Ngày chiên không là cũng được anh ấy. Nhưng mà mỗi chỗ là đùi thì có nhắc núi rồi đâu. Nhưng mà anh em mình sẽ còn là làm một loại nước sốt liên quan đến mật ong các bạn nhá. Hôm nay gọi là từng bước một, từng bước một. Cái đùi cánh gà sốt mật ong. Món này các bác ăn cơm hay là ăn chơi cũng rất là ngon nhá. Cái đùi à cái tỏi lên nếu mà cảm như đùi. Bây giờ anh em mình sẽ mang đi chiên nha các bạn. Đấy, cho sang bên này em, cho sang khay bên này. Cái nào áo bột xong rồi ấy. Đấy. Chiên luôn. Mang đi chiên. Chiên cái này phải thành 2 mẻ 3 mẻ đấy thì mới ổn được. Để hết được chỗ chân và đùi và cánh gà này nhá.
dụng bớt đi các bạn, nhiều quá. Chiên bạn nha. Đấy. Nào, thả có min vào xem. Thả min luôn. Ờ, ua. Tổ đấy. Được hết mẻ này được đấy. Hết lụa. Lửa nó bén vào trong này hơi bị đen chảo. Nó cứ lật tôi đều em ơi. Uầy. Cái quả bột này bám đều rất hết đấy anh nhỉ. Ôi nước ra. Trên là chú là chú đừng có cái lớp lớp sốt, nó sẽ có màu đẹp, sẽ thơm ngon hơn. Để trên phòng này lâu ra trên kiểu bé. Cái dành nữa kìa, cái dành nữa kìa. Cái này, vàng đẹp này. Ăn được luôn rồi đấy. Ăn được luôn rồi. Ngon luôn rồi đấy. Chưa, chưa ấy. Chưa có sốt ngon rồi. Gia vị gì cả. Wow, ok, cho ra đi. Mình cho mẻ mới vào. Bác nào mà đam mê cái món chân đùi cánh gà chiên này ở ngoài chắc là món này là cũng hợp lý đấy các bạn ạ. Thì tự làm tại nhà cho nó yên tâm. Quá là ok luôn. Cái nguyên liệu phụ để hôm nay anh em mình làm cái sốt mật ong để và sốt cái cánh gà đây các bạn ạ. Hành mình dùng hành khô này, gừng và ba quả ớt, thêm tỏi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ băm hết cái nguyên liệu phụ này trước, không thì nữa anh em mình cho gia vị thế nào thì các bạn theo dõi tiếp nhé. Chúng ta bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu làm cái nước sốt mật ong các bạn nhé. Đây cái các cái gia vị để làm nước sốt mật ong thì anh em đã để sẵn ở đây rồi. Đây các bạn này, mà mật ong thì anh em mình đang để dưới. Mình sẽ dùng tương ớt này, tương cà, hạt nêm mì chính, sa tế nha các bạn nhé. Xì dầu, dầu hào và nước mắm các bạn ạ. Thêm một chút hạt tiêu nữa cho thơm. Một anh em mình phi cái nghĩa đóng phụ cho thơm nha các bạn. Hành, tỏi, gừng, ớt. Sa tế các bạn nhé. Nước mắm, nước mắm. Đấy, số lượng cánh gà thì anh em cho mắm không cho muối nha các bạn nhé. Xì dầu, một chút dầu hào nữa. Tương cà, đẹp. Cùng thêm tương ớt luôn các bạn nhé. Tính nhá, thêm bột ngọt này và thêm hạt nêm. Đó, thêm một chút nước. Các bạn nhá, cái này thì tùy mọi người, thích ăn ngọt thì các bạn có thể cho nhiều, mà ăn vừa vừa thì các bạn cho vừa tầm. Nghe mình đi cho nó ngọt vừa tầm. Bây giờ anh em mình sẽ cho cánh gà vào đảo, khi nào nó sánh sệt lại là ok các bạn nhé. Hết luôn. Ua, ua, giòn mà. Giòn rút luôn anh em. Cái đảo thật đều. Có khá là nhiều, số lượng nhiều nên là anh em mình đảo hơi khó đấy. Ok. Cầm hai cái để đảo. Được rồi các bạn. Ôi, đảo đều. Ôi, cái chiếc binh cả ra rồi. Được rồi.
Ok, bây giờ anh mình cho ra và xếp ra mâm để mình ngồi nhá các bạn nhá. Khá là ok đấy. Đấy, trời ơi, bây giờ múc nước sốt dưới lên nha các bạn nhá. Nhìn ok đấy nhỉ. Được không em ơi? Được rồi. Được. Anh em mình chuẩn bị triển thôi. Hôm nay ăn cầm găng tay ăn chứ. Đấy. Anh em có tay găng tay mà các bạn ạ. Rồi, hôm nay để xem ai là người ăn cuối cùng cái mâm này nhá. Ai mà dừng trước là coi như là thua. Giờ này thì đang háu lắm rồi. Đang háu rồi nhưng mà không biết ăn được nhiều không thôi. Nào, mời các bạn lên mâm cùng anh em nhá. Bắt tay xong là để nói chuyện. Ôi có mấy tờ xanh xanh để kia rồi đấy. Hào hứng hẳn lên các bạn ạ. Hôm nay thì anh em mình ý là thử thách nhau ấy. Ăn là đều nhau đúng không? Không cần phải ăn nhanh. Mà nghĩa là chỉ cần là người ăn cuối cùng. Nghĩa là người này ăn một cái đùi thì người kia cũng phải ăn một cái đùi. Đúng rồi. Nhưng mà ăn từ từ là cũng được, không cần phải ăn quá nhanh. Đấy. Em mỗi người 500 triệu. Cứ chia nhau thì thôi. Ấy không được, không được. Để đây. Để riêng hàng bên này nha các bạn ạ. Để bây giờ xem rốt cuộc là ai là người đây, ăn được nhiều cái phần cánh cái đùi gà nhất ngày hôm nay. Mình bảo mua 4 cân nhưng thực ra là mình không tham gia thi các bạn. Giờ này mình đang có tí kiêng nên là mình không tham gia thi bộ môn ăn này được. Đúng rồi, anh thì ai được phần thưởng nữa. Mình thi thì nói chung là các anh em khó lấy phần thưởng quá. Các bạn ạ. Nóng đấy. Để cho ra bát đi. Đây anh em làm ngấy ngán cũng có thể giải ngấy giải ngán đây nhá. Đây, ôi, không chưa ăn được đâu, nóng lắm. Để ra đấy, để ra ngoài thôi. Đùi kỹ. Mời mọi người nhá. Mời anh em đây. Thì mời bạn nhá. À, anh buồn luôn à? Đùi em mẹ. Ăn phải đều nhau nha. Úi da. Ok đấy nhá. Đùi đấy. Tay. Úi dồi ôi. Ngon không? Ừ. Anh nhìn khởi động mới nhanh. Anh nhìn khởi động nhanh quá tí lại tụt hơi mà. Ngon thua. Ừ. Bên trong nó, à bên ngoài nó dai dai em ạ. Giòn giòn nữa. Thế bạn luôn. Ngon. Nói chung là trong nước sốt mà nó cũng đập đá. Hơi cái tê tê. Ui. Rau vào nước ngán. Ừ. Ông này một quả ớt luôn các bạn ạ. Thánh ăn ớt rồi. Wow. Trong này nó hơi khô một tí cho nên mình phải lấy thêm một chút nước sốt các bạn ơi. Thế là nó chưa có ấy gì. Ui. Đã cái mồm luôn chị ơi. Quả ngon nhỉ. Ngon hơn ở quán. To thế này. Nhìn thấy rồi, cái đùi gà này to lắm các bạn ạ. Được. Ui à. Bét. Phát một này em. Ngoài giỏi rồi. Được. Ui nhưng mà không được. Không được, không giống cái đùi gà chiên ở ngoài quán kia đâu. Cái đùi này to lắm, cái đùi này gần 3 lạ cơ mà. Nó không phải là cái đùi bé bé kia đâu, phát một được. Sao? Tại em thấy tình hình thế nào rồi? Hết gần mới hết một cái đùi gã, thấy tình hình ở trong cơ thể thế nào? Bụng nó cũng ấm bụng rồi á. Ấm bụng à? Mới cái đoạn khởi động rồi đúng không? Úi dồi. ngọt ngọt, hơi bị đậm đặng. Ăn rất là vừa luôn các bạn. Các bạn có thể làm như này để ăn cùng với cơm. Đấy, cho trẻ nhỏ, nếu mà cho trẻ nhỏ ăn thì các bạn không nên cho ớt hoặc sa tế. Chấm bánh mì cũng được nhỉ? Không. Không, nhưng mà cái này mình ăn, mình mình không phải canh mưa ấy. Thật ra là mình ăn từ từ thì ăn được mà. Chứ nếu mà ăn nhanh ấy, các bạn wow. Khó đấy đúng không? Là các bạn căng bụng luôn. Đây thì mình không phải là chơi kiểu thi ăn nhanh, mà là ăn bền. Gọi là ăn được nhiều đấy. Này cũng phải chiến thuật đấy. Anh Niên có vẻ trông có vẻ buồn buồn rồi đây này. Hết cái đùi là thấy ấm cái bụng rồi các bạn ạ. Đây, ba anh em là bắt đầu hết đều nhau rồi đấy. Ba anh em đều nhau hết cái đùi. Cứ chờ nhau. Được. Không ăn trước. Thì ăn nhanh hơn.
ăn trước tí nữa ăn đếm cánh rồi đếm xương à? Đếm xương. Đã hết. Anh Nhiên là người đang hết cuối cùng của cái đâu em vẫn còn. À tại em vẫn còn trong bát kia kìa. Chưa hết được. Hết sạch luôn. Ngon lắm. Rồi giải ngấy giải ngán đi anh em. À, để xương vào đây. À, biết rồi. Thế nên chặn nhầm lẫn các bạn. Tiếp tục với cánh này các bạn ơi. Thôi kỵ thua đi em. Ơ dạ. Ngon rồi phải không? Tì và cánh bè bè đấy. Cánh nào như nhau thôi bạn. Như nhau hết. Cánh. Rồi. Ôi. Đã cái mồm luôn. Ui. Đến cái gọi là cái phần đùi cánh này này, cái phần cánh này này nó còn to như cái đùi bình thường ấy nhỉ? Đúng rồi đây. Coi bằng cái tỏi luôn á. Tỏi bình thường mình mua. một tập cũng chưa hết được cái kìa. Không hơn. Mình thử tí nó mà không hết. Nóng chưa đắt nữa. Rồi. Thôi. Nếu mà không ai lấy được thì thôi, lại quay trở về với cả ban tổ chức. Nếu cảm giác không ăn được thì ban tổ chức xin. Hôm nay được cái ba anh em mình ăn đều đều như nhau. Chị có thể ăn chắc nhiều hơn nhưng mà hôm nay không rén, chắc không muốn lấy tiền. Đang gọi là chiến thuật. Chơi chiến thuật. Rồi, em dọa trước rồi anh ạ. Chơi chiến thuật dạ trước rồi. Thắng thì cả ăn nhiều hơn cũng được mà. Nhiều hơn cũng tiền mà không phải là ngồi lâu đi. Nhiều hơn đấy. Để ăn nhiều hơn đi. Nhưng mà muốn ăn nhiều nhưng mà bụng no rồi. À hôm nay em kiêm tốn thế cả. Thế thôi, anh nghĩ là em cũng nên bỏ cái phần thưởng này đi thôi. Không bỏ được. Gà lo thôi cơ mà. Có bản lĩnh thì cứ lấy thôi. Ủa, cái tiền bay thì anh ấy. Đây, ăn cái phần đấy này mới ngon này nhỉ. Úi. Phần này rất là nhiều người thích ăn này. Nó kiểu có cái phần thịt nó khá là mềm, nó không bị quá khô ấy. Anh em đã hết rồi cả. Ấy giờ được quá anh nhỉ. Nhanh hơn cả mấy anh em rồi. À, ông kỵ này. Chiến thuật đấy. Ôi dồi ôi. Chiến thuật này thêm cả ớt các bạn. Mua luôn rồi. Chịu. Wow. Đỉnh scout luôn. Được thật sự luôn các bạn ạ. Mình thì không chơi được. Nhưng mà lại chậm hơn. Mình cứ ăn bằng anh em mình ngồi đợi. Kỵ lại đang chậm nhất trong ba anh em cơ. Ảo thật đấy. Kỵ phải chơi cả ớt này, rau các kiểu các bạn em. Mình thì thỉnh thoảng đá miếng dưa thôi. Được ngày thôi. Thỉnh thoảng làm tí bún tí rau, tí thịt gà tí rau. Nào ăn run tay lắm rồi. Mỗi em muốn miếng thừa. Thì này có phải nhai cả xương ấy. Xương nó mới ngọt. Ôi da. Sốt vào đây các bạn ơi. Ngồi ăn một lúc thôi mà thấy tối om rồi đấy. Nó khổ rồi, nấc rồi các bạn. Có nhưng mà nó. Ê, cái đấy cái cánh đâu? Kiểu cánh đâu? Đó, hoặc ăn hết một nửa rồi. Ăn đâu mà ăn, anh vừa nhặt ở đây xong, hai ăn mất rồi. Ăn rồi. Đây, phải cộng thêm cái này. Ôi thôi, cộng thêm cái này vào. Chơi nó phải đẹp như. No chưa? Đó rồi. À, kỵ mà không ăn hết cái đấy là anh thắng nha. Được. Ngon hơn. Nha. Nha, mình vẫn phải ăn cái này vào cho đỡ ngán. Không phải là no hẳn mà kiểu nó ngán thôi các bạn ạ. Nếu mà ăn món khác thì mình mới ăn được, nhưng mà nguyên về một món là mình nguyên thịt là ngán đúng không? Nguyên thịt nhưng mà anh em mình chơi lại không bia rượu gì cả. Kỵ có vẻ không ăn được rồi. Kỵ có vẻ bình thường lắm. Anh nhiên cảm thấy cơ thể mách bảo thế nào rồi. Long thể bất an rồi. Ngừng Ngừng á? Thôi à?
thôi. Thực ra thì anh Niên cũng là một trong dạng ăn ở trong kênh mình ăn cũng bình thường các bạn ạ. Không ăn nhiều. Dạ dày của mình nó bé sao. Uống được nhiều. Uống thì được nhiều. Ăn đi nào. Rồi, thôi, còn mình đầu hàng các bạn nhé. Thôi à? Thôi. Ôi, thế thì chưa lần nào anh Niên được cả các bạn ạ. Không ổn rồi. Nhưng mà thôi, hay là mình quyết định như này đi. Cái này cũng là tiền ấy của anh em thôi. Đưa đây anh một tờ. Cho anh Niên. Em thắng á. Đâu? Ờ, là kỵ cơ mà. Thôi đưa tất đây đành anh cầm hộ. Đây là cầm hộ rồi. Hết. Về một mối. Nà, nhanh lên để anh còn. Các bạn bảo là nhờ anh em bình luận bảo là chắc là đưa xong lại lấy lại. Thực ra 10 triệu anh em không có chứ 2 triệu góp vào thì cũng bằng một bữa anh em đi ấy thôi mà. Đi ra quán thôi mà. Nhau mà gì thôi, còn... Nó gọi là cái tiền thưởng trong tháng ấy. Quá là bình thường luôn các bạn ơi. Đây là lúc đây. Mà mình lấy lương về thì trích ra 2 triệu luôn. Để mình đã có một cái quỹ. Đúng rồi, góp nhau. Góp vào đấy thì anh em mình sẽ làm một cái gì đấy vui chơi giải trí. Nó gọi là hình thức. Còn nói thật nói chung là chơi là phải chấp nhận thôi các bạn. Các bạn biết rồi mà. Không được tiền thì mình cũng thấy buồn lắm các bạn ạ. Hết rồi đây này. Nói. Chúc mừng em. Em ăn được nữa không? Em mà bây giờ em mà báo thua cái anh chưa báo thua. Bây giờ kỵ ăn thêm cái nữa là tài đầu hàng luôn. Tài vẫn còn nhưng mà đợi tài ăn nốt cái này đã xem là tài còn sức không đã. Nhìn có vẻ vẫn còn sức đấy để xem kỵ tình hình như nào rồi. Mặt có vẻ nữa. hơi tai biến rồi. Xong đó. Đây anh cầm cho em đây rồi, làm thêm cái nữa là hàng đấy em ơi. Em đã có tiền. Tiền muốn được nhưng mà dạ xây mình cũng được rồi. Cố gắng. Ăn gia vị à? Vẫn cố để ăn gia vị để tính à? Anh không tính gia vị đâu. Làm bên rau nữa. Có làm được cái nữa không? Hay là làm chịu? Quyết liệt đi. Để anh Tài đã. À, đợi Tài ăn. Quyết liệt tiếp. Đến giờ này vẫn không ăn được, anh vẫn cứ cầm một cái anh đặt vào bát. Phải ăn hết. Không nhưng mà cái cuộc thi này phải trước khi trời tối nhá. Trời tối là anh đi về. Trời tối thì mình sẽ ban tổ chức là mình sẽ tịch thu lại số quỹ này các bạn. Để cho lần sau cái tội nhây. Đấy ăn tiếp đi là thắng luôn là được luôn. Em ăn hết một cái là em thắng đấy. Vì anh nghĩ là Tài không ăn nổi một cái nữa đâu mà nhìn mặt này. Anh ăn hết rồi đấy. Đúng rồi hết bằng nhau rồi đấy. Mấy anh em hết bằng nhau đấy. Đấy rồi. Rồi xong rồi. Đấy là một động đấy, lực. Đấy sao là em cầm. Bây giờ em cầm một cái đặt vào bát cho anh Tài. Đấy. Đây là một động lực để dành cho để cho em kỵ. À. Kỵ này thắng nhiều mấy lần rồi đấy. Đấy. Em chỉ cần ăn hết nguyên cái tỏi này. Ê, yếu rồi. Em nào. Ăn cái tỏi này em đã thắng rồi. Em ăn hết cái tỏi này em thắng. Đấy. Nhưng mà Tài phải ăn hết hơn cái tỏi đấy thì Tài mới thắng được. Đấy. Vì nó đã ăn mất cái tỏi này rồi. Hay à? Tính từng đoạn một các bạn ạ. Tính bây giờ tính từng người ấy rồi, tính từng ký một rồi. Đấy. Hay à, nó vẫn khỏe lắm các bạn ơi. Ôi ôi. Ôi giời ơi, vẫn trâu lắm. Ôi. Nó để lại đúng cái đấy. Tài bây giờ phải đuổi bằng được. Liệu có đuổi được không? Ha, chạy bẩn đấy nhở. Nhớ này. Này đây. Được. Run tay. À, bóc phát hết luôn. Ui dồi. Ui à. Đây này, bóc phát hết mồm luôn này. Thắng. Được. Không phải vội. Cần rau hết rồi. Bắt mình đầu đây mình ăn dưa của Vũ. Bắt đầu chuyển từ sư tử sang trâu bò hết rồi. Dưa này của Vũ nhưng cho các em lấy động lực để lấy tiền các bạn nha. Đến giờ này video vẫn chưa biết là ai chiến thắng các bạn ạ. Đấy. Ừ. Anh chắc chắn anh sẽ ăn hết cái này rồi. Đâu nhở? Ngon. Vì cuộc thi kéo dài anh em mình sẽ đâu nhở? Bây giờ là gần 5:30. Chúng ta sẽ cho đến 5:30 nhá, 9 phút nữa. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc thi. Rồi, xem ai sẽ được ăn nhiều hơn. 9 phút nữa các bạn nhá. Như một tiếng. Như một tiếng á. Tài đã hết. Ừ. Liệt. Và mình cũng sẽ hết. Không được rồi, trái tim nó không lấy nữa. Trái tim nó không lấy nữa cả. Anh Tài vẫn đang tiếp tục đây này. Bây giờ em ăn là thắng.
muộn buồn muộn ăn rồi thì bụng nó không được như nào. Như nào nói đồ hàng phải thua. Phải thua à? Chịu thua rồi, chịu thua rồi. Chịu thua tay em rồi. Được. Ê, cũng ngỏ đấy. Ui. Thế mà nó cố ăn hết cái đấy là mình cũng chịu. Còn ba cái các bạn ạ. Ui anh em ăn được khá là nhiều đấy. Ba cái này. Bây giờ là mình sẽ giao số tiền này cho em Tài các bạn nha. Chúc mừng em. Em không phải ăn nữa đâu. Thật nhị thua rồi. Nó thua rồi. Nó xin rồi. Ôi Tài em lâu lắm mới thắng được một lần đấy nhá. Đấy. Ôi, được lần này kiên trì. Hôm nay chơi cuộc thi này là có chiến thuật đấy. Ai à? Cũng may là chưa đến 5:30 đã chịu thua rồi không lại hòa mất. Đúng rồi. Không bây giờ nghỉ thì lại triển tiếp được. Hỏng canh rồi. Nhận tiền đấy mà đang thấy có vẻ là đừng chớ nha, phí thịt nha. Chớ là thua lại luôn đấy. Rồi, tháo găng tay nhận thưởng. Hai củ. Chúc mừng. Đây các bạn ơi. Hai củ. Đây của anh. Trời ơi, lúc nãy phép thế đấy, lấy đâu ra? Cái này là của em, nói đấy thôi, chứ anh lấy đâu ra lại tưởng. Đâu, cái em 2 triệu đi chơi mấy tháng rồi. Chơi mấy tháng rồi. Ủa, thôi, chỗ anh em mình thôi, anh phím rồi thì kệ nhá. Có quá đâu, mấy lần đút túi rồi, cho anh đồng nào đâu mà. Ê, các bạn ơi. Ở đâu rồi, ok. Phép. Được. Thơm phết các bạn. Đợt này Tài em đã có thể lấy được tần thưởng rồi. Sau rất là nhiều lần phải thất bại. Không nói được nữa, không muốn thở nữa các bạn. Phết nhỉ. Nhưng mà có lẽ là lần sau mình phải tổ chức cuộc thi gì khác để anh Niên anh có cơ hội. Không, mình bây giờ mà chơi ấy chỉ là nấu hoặc nướng đồ thôi. Là phải có một cái màn tre cơ. Ăn xong rồi không biết điểm dừng của nhau cơ. Thì mới hay được. Tự dừng là tự thua. Được, thế lần sau mình sẽ cố gắng, mình sẽ thiết kế một cái bàn dài cho là tre. Một người ngồi đây, ngồi người tre vào nhau ăn như nào, hoặc là thắng thua kệ. Đến lúc mà ba người đều dừng ấy thì lúc đấy phải thuê trọng tài đấy. Đúng rồi. Phải có trọng tài. Thì đó, thì hôm nay cũng một cuộc thi nhỏ nhỏ để gọi là trích ra cái phần thưởng trong tháng của anh em cơm quê nhá. Đấy, chúc mừng Tài em là rất là lâu rồi đã mới chiến thắng một buổi. Hôm nay chơi anh Tài đã, hôm khác thì làm lại. Cho anh. Ok, thì các bạn xem video thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ anh em cơm quê nhá. Mua hàng số điện thoại bên góc màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn nhá. Chào bạn nhá.